Kính thưa các đồng chí và các bạn, trong chương trình truyền hình An ninh Tiền Giang kỳ này, chúng tôi xin chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin. Tiếp theo là ghi nhận về các hoạt động tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 của lực lượng công an. Cuối cùng là ghi nhanh hậu quả từ việc bẫy chuột bằng điện. Bây giờ, kính mời các đồng chí và các bạn theo dõi nội dung chương trình. Kính thưa các đồng chí và các bạn, nhằm hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn vượt qua hạn mặn kéo dài, tuần qua, Đoàn Thanh niên Hội Phụ nữ ở các đơn vị công an địa phương tiếp tục tổ chức các hoạt động thiết thực giúp cho người dân có nước ngọt sinh hoạt. Sáng 4 tháng 4, Đoàn Thanh niên hai đơn vị, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ và Tham mưu Công an tỉnh đã phát động Đoàn Viên Thanh niên hai đơn vị đóng góp, đồng thời vận động các nhà hảo tâm ủng hộ 10 mét khối nước ngọt cho nhân dân xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông. Đoàn viên hai đơn vị phân công lực lượng phối hợp chính quyền địa phương vận chuyển nước đến cho bà con. Hơn 30 người dân lần lượt mang dụng cụ lấy nước, đảm bảo trật tự và thực hiện đúng quy định trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trước đó, vào sáng 31 tháng 3, đoàn viên thanh niên của 4 đơn vị, Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động, Hậu cần, Cảnh sát Giao thông, Trại Tạm Giam, Công an tỉnh, phối hợp Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Tiền Giang, Công ty Cổ phần Dược phẩm Tifaco chi nhánh Tiền Giang và chính quyền địa phương, thực hiện công trình hỗ trợ nước uống cho người dân trên địa bàn hai xã An Thạnh Thủy và Bình Phục Nhất, huyện Chợ Gạo. Hơn 100 hộ dân được cấp nước tinh khiết, mỗi hộ 2 bình, đồng thời tặng mỗi người dân đến nhận nước, khẩu trang, sữa tắm diệt khuẩn, nước rửa tay khô, vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tổng kinh phí quà tặng trị giá 15 triệu đồng. Trong đó, đoàn viên thanh niên 4 chi đoàn đóng góp 6 triệu đồng, Công ty Cổ phần Dược phẩm Tifaco chi nhánh Tiền Giang hỗ trợ 9 triệu đồng. Chiều 31 tháng 3, Hội Phụ nữ, Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh vận động Công ty trách nhiệm hữu hạn Cơ khí vận tải Thuận Thành Phong, huyện Châu Thành hỗ trợ vận chuyển 32 mét khối nước ngọt đến xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông. Tại đây, chính quyền địa phương hướng dẫn người dân lần lượt mang dụng cụ đến vận chuyển nước về nhà, đảm bảo trật tự và thực hiện đúng quy định trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tiếp đến trong 2 ngày, 4 và 5 tháng 4, Công ty trách nhiệm hữu hạn Cơ khí vận tải Thuận Thành Phong, huyện Châu Thành tiếp tục hỗ trợ 128 mét khối nước ngọt dùng trong sinh hoạt và vận chuyển đến 4 xã Yên Luông, Thạnh Trị, Long Vĩnh, Vĩnh Hữu, huyện Gò Công Tây. Để chia sẻ khó khăn vất vả cùng lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly trường quân sự tỉnh trên địa bàn xã Long Định, huyện Châu Thành, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh, sáng 3 tháng 4, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đến Công an huyện Châu Thành trao 27 triệu 400 ngàn đồng hỗ trợ cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ ở tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19. Số tiền này, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh vận động đoàn viên thanh niên trong lực lượng Công an tỉnh đóng góp hỗ trợ, góp phần động viên tinh thần trách nhiệm và nâng cao sức khỏe của cán bộ chiến sĩ phục vụ tốt công tác. Kính thưa các đồng chí và các bạn, thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của Bộ Công an, Ủy ban nhân tỉnh, Ban giám đốc Công an tỉnh về tăng cường các biện pháp theo dõi, giám sát, cách ly, phòng chống dịch COVID-19, Công an thành phố Mỹ Tho đã xây dựng và triển khai kế hoạch phù hợp với nhiệm vụ và địa bàn phụ trách, phối hợp với các ngành đoàn thể đảm bảo an ninh trật tự và tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố Mỹ Tho. Để mọi người hiểu, tự giác chấp hành nghiêm các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là thực hiện cách ly xã hội theo đúng tinh thần chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng, mọi người dân nên ở nhà, hạn chế tối đa việc ra ngoài, trừ các trường hợp cần thiết. Công an các xã phường trên địa bàn thành phố Mỹ Tho đã phối hợp tốt với các ngành, đoàn thể, thành lập tổ liên ngành, tập trung công tác tuyên truyền, vận động, nhắc nhở mọi người dân cùng thực hiện. Hàng ngày, tổ liên ngành đến những nơi thường xuyên tập trung đông người để nhắc nhở, giải tán khi vi phạm số người và giãn cách cho phép. Nhìn chung, đa phần người dân đã tự giác chấp hành để tự bảo vệ sức khỏe của chính mình và những người xung quanh. Tại nhiều điểm ăn uống, nếu khách ăn tại chỗ thì chủ cơ sở đã bố trí bàn ghế giãn cách an toàn. Nhiều điểm chỉ bán thức ăn mang về hoặc bán hàng qua điện thoại để hạn chế tiếp xúc, phòng ngừa dịch bệnh. Tuy vậy, vẫn còn một bộ phận người dân lơ là, xem nhẹ công tác phòng chống dịch bệnh như không đeo khẩu trang nơi công cộng, không giữ khoảng cách an toàn cho phép, tập trung đông người. Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố Mỹ Tho
đã phối hợp với các lực lượng có liên quan và công an các xã phường xây dựng lịch tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường để nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm luật giao thông và thực hiện tốt việc đeo khẩu trang khi tham gia giao thông. Tại điểm A khoản 1, điều 11, Nghị định 176 của Chính phủ quy định cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 4 tháng 4, Tổ liên ngành đã nhắc nhở, lập biên bản, xử lý một vài trường hợp về hành vi không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông, qua đó nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh trong nhân dân. Đi mua đồ và uống nước thì để thì nó mất cái khẩu trang đi, mình mới đi tìm mình mua chứ không phải là cố tình để có thể là mình không đeo khẩu trang, tại vì cũng có nghe là văn bản của Chính phủ đưa xuống, cho nên là có vấn đề này cũng lỗi ở mình, nhưng mà mình cũng rút kinh nghiệm để có được mấy anh ở đây thì cũng có cấp được cái khẩu trang, coi như cũng chân thành cảm ơn các anh đây để có nhắc nhở để mai mốt mình ra ngoài mình phải có giữ cho bản thân mình và còn sức khỏe gia đình mình nữa. Công an xã Tân Mỹ Chánh, ngoài việc tổ chức triển khai quán triệt đến toàn lực lượng công an xã, nắm vững, thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, theo chỉ thị số 16, đơn vị đã chủ động phối hợp ngành y tế cùng các ngành đoàn thể thành lập 2 tổ công tác để thực hiện tuyên truyền, vận động, nhắc nhở các hộ kinh doanh cam kết thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện tốt phương châm, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người. Phối hợp với ngành y tế cùng các ngành đoàn thể là chia thành 2 tổ công tác để tổ chức là tuyên truyền, vận động, nhắc nhở cũng như là cho các hộ kinh doanh cam kết là thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch. Công an ấp sẽ phối hợp với chỗ ban vận động ấp để đi phát về cái thông báo phòng chống dịch đến từng hộ dân trên địa bàn. Lực lượng công an xã thì hàng đêm thì tổ chức tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đồng thời là tổ chức là nhắc nhở, giải tán số người tụ tập tại các quán cà phê, quán ăn không được tập trung đông người, phòng chống dịch bệnh lây lan, ứng trực tại đơn vị là để tiếp nhận giải quyết kịp thời các tin báo liên quan đến an ninh trật tự. Tại các địa phương, các lực lượng cũng đang tập trung toàn lực lượng cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và để đảm bảo an toàn sức khỏe cho chính bản thân, gia đình và cộng đồng, hầu hết người dân chấp hành nghiêm chỉ thị của Chính phủ. Kính thưa các đồng chí và các bạn, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở nước ta hiện nay có một số tín hiệu vui, nhưng theo khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn thì cũng chưa thể lường hết những diễn biến tiếp theo. Vì vậy, việc tăng cường các biện pháp theo dõi, giám sát cách ly phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ cần phải được thực hiện nghiêm túc. Trong đó, quyết định sự thành bại là ở ý thức tự giác của nhân dân trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Mọi người cần thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo đúng tinh thần của chỉ thị, đảm bảo giãn cách xã hội, giữ khoảng cách người với người, cộng đồng với cộng đồng. Người dân ở nhà hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác. Các trường hợp khẩn cấp như đi cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai hỏa hoạn, làm việc tại cơ quan, đơn vị, nhà nước, lực lượng vũ trang, cơ quan ngoại giao và tại các cơ quan, công ty, dịch vụ cấp thiết được tiếp tục hoạt động. Các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, tổ chức làm việc tại nhà phù hợp với điều kiện cụ thể của mình, không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp. Một thông tin phấn khởi trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Trong ngày 7 tháng 4, số người cách ly tại khu cách ly trường quân sự tỉnh xã Long Định, huyện Châu Thành đã qua kiểm tra sức khỏe. Tất cả đều âm tính với COVID-19 và hết thời gian cách ly được đưa về nơi cư trú. Hoàn thành nhiệm vụ tại khu cách ly trong 14 ngày qua, lực lượng ở tuyến đầu chống dịch được kiểm tra sức khỏe và tiếp tục di chuyển về khu cách ly dành cho chính mình. Trong đó có một số cán bộ chiến sĩ công an thuộc các đơn vị công an địa phương. Kính thưa các đồng chí và các bạn, sau khi kết thúc 14 ngày thực hiện nhiệm vụ phục vụ cách ly với quá nhiều khó khăn vất vả, lực lượng ở tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 lại tiếp tục 14 ngày cách ly tiếp theo cho chính mình, thực hiện đầy đủ các quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh nhằm đảm bảo an toàn cho người thân, đồng đội và cộng đồng. Qua đó cho thấy công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 phải được thực hiện một cách quyết liệt và rất cần sự chung sức đồng lòng của toàn xã hội. Ngay thời điểm này đây, mọi người cần thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết,
hạn chế tối đa việc đến nơi đông người. Nếu không quá cấp thiết, không nên đến các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính. Thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 15 tháng 4, việc giải quyết các bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh gồm cấp đổi, cấp lại chứng minh nhân dân, đăng ký quản lý con dấu, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, chỉ được thực hiện trong các trường hợp thật sự cần thiết. Riêng việc tiếp nhận hồ sơ liên quan đến xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam và người nước ngoài tạm dừng từ ngày 1 tháng 4 đến hết ngày 15 tháng 4. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông. Hiện nay, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đã ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động của cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ. Nhiều người dân lo ngại việc kiểm tra nồng độ cồn có thể tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh. Nhằm chúng ta ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân và quy trình công tác, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh việc duy trì, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm, thì việc xử lý nồng độ cồn theo Nghị định 100 của Chính phủ cũng được lực lượng tăng cường thực hiện. Quy trình đo nồng độ cồn luôn được thực hiện nghiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và cán bộ chiến sĩ thi hành nhiệm vụ. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngoài việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách 2 mét, đeo bao tay, sát khuẩn khi đo nồng độ cồn, mỗi người sẽ dùng một ống thổi riêng. Ngay sau khi thổi xong, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ dùng cồn sát khuẩn để vệ sinh máy, rồi lắp ống thổi mới cho người tiếp theo. Ống cũ được cho vào bao rác thải y tế và xử lý theo đúng quy định. Từ đó, người tham gia giao thông yên tâm chấp hành nghiêm quy định. Dạ, cũng mùa dịch này cũng hơi lo đó. Dạ, ai cũng phải sợ, mùa dịch này cũng có sợ đâu mà. Nhưng mà nói chung ra là thấy lực lượng chức năng mình làm việc rất là ok, tại vì là có sát khuẩn rồi rõ ràng, rồi cho mỗi người thổi một cái ống nồng độ cồn riêng. À, cũng an tâm, tại vì mấy ảnh làm cũng kỹ, vệ sinh thì cũng an toàn, bảo đảm, không có gì sợ. Thời gian tới, để đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng làm nhiệm vụ vẫn sẽ tăng cường thực hiện việc kiểm tra vi phạm nồng độ cồn và các lỗi vi phạm, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt không để ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và nhân dân. Đồng thời, tích cực tuyên truyền cho người dân chủ động phòng chống nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, mọi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh cũng như chấp hành nghiêm luật giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho chính mình và người khác. Thời gian qua, dù pháp luật nghiêm cấm và trên các phương tiện thông tin không thiếu những thông tin cảnh báo về sự nguy hiểm của bẫy điện, thế nhưng vẫn xảy ra vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng. Cách nay hơn tháng, một vụ án đau lòng liên quan đến bẫy điện đã xảy ra tại ấp 1 xã Thành Lộc, huyện Cai Lậy, làm chết một người, bị thương một người. Đêm 21 tháng 2, anh Trần Quốc Tú và con trai là Trần Lê Nhân đi soi nhái. Khi đến phần đất của Phan Thanh Tuấn thì bị điện giật. Anh Tú tử vong, còn bé Nhân thì bị thương do vướng vào dây điện bẫy chuột của Tuấn. Sự việc vẫn còn là nỗi ám ảnh đối với mọi người xung quanh. Cha con đi trước, rồi con đi sau, rồi con thấy con nhái, rồi con chụp trúng, rồi cha con xô con ra, rồi con bất tỉnh. Mình chạy xuống đây một hơi, xuống đây luôn thấy ảnh đã nằm ấy rồi, đã chết rồi, rồi Nhân thì nó bị dính cái giò. Rồi em tính chạy lại ôm nó ra mà cháu em nó là úp ơi đừng đụng vào con, cha còn chết rồi, con còn điện giật. Vừa phải cố gắng để vượt qua nỗi đau về tinh thần, chị Lê Thị Tuyền, vợ của anh Tú, còn phải đối diện với quá nhiều khó khăn cùng hai đứa con còn thơ dại. Thường thường anh đi cái chừng nửa tiếng hay hoặc tiếng là dữ lắm rồi. Còn này đi tới 2-3 tiếng thấy không biết làm sao nữa rồi, cho nên điện thằng em úp xuống kiếm. Thì em chạy ra đây. Em con em thì nó thì thương tích tùm lum, ảnh thì mình mẩy thì tím cứng ngắt rồi. Lúc đó là em cũng hết biết rồi. Đến đây thì em cũng thấy gắng mừng lo cho em con chứ. Chứ biết làm sao giờ. Thật sự thì hôm nay em cũng buồn, cũng ấy. Nhưng mà
em cũng cắn gắn lần cho con em nó vượt qua. Còn Phan Thanh Tuấn biết mình đã gây nên hậu quả nghiêm trọng nên đã đến công an xã Thạch Lộc đầu thú. Thì sau khi gieo xạ thì chuột nó ra cắn phá mộng lúa nhiều, em thấy sốt ruột nên dăng kẽm để bẫy chuột. 19 giờ em móc kẽm vào sợi dây nóng của cái điện. 10 giờ 30 thì em tắt nguồn điện và đi về nhà. Em dự định là làm có 3 ngày em sẽ cuốn kẽm là không chạy nữa. Bữa đó em sơ sức quên tắt cầu dao. Hậu quả thì em gây ra rất lớn. Em rất ăn năn. Người chết, người bị thương và người đi tù. Em mong muốn là khắc phục hậu quả cho gia đình nạn nhân. Thay vì phải nghĩ đến hậu quả trước khi dùng điện bẫy chuột, giờ đây khi hậu quả xảy ra, Tuấn mới nghĩ đến việc khắc phục thì đã quá muộn. Đây thật sự là một cảnh báo đến các trường hợp còn có ý định sử dụng điện bẫy chuột để bảo vệ đồng ruộng hoa màu, là bài học kinh nghiệm cho các địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động người dân về tác hại, hậu quả của việc dùng điện bẫy chuột. Cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Hơn ai hết, bản thân mỗi người dân phải nâng cao ý thức chấp hành nghiêm pháp luật, không sử dụng điện tùy tiện nhằm góp phần đảm bảo an toàn cuộc sống. Kính thưa các đồng chí và các bạn, chương trình truyền hình an ninh Tiền Giang kỳ này đến đây là hết. Chân thành cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Kính chào, tạm biệt.